Chuyển sang một thông tin liên quan tới tình hình thời tiết. Thưa quý vị, hiện miền Bắc và miền Trung đang ở trong giai đoạn chuyển mùa từ lạnh sang nóng nên thường xuyên xảy ra hiện tượng sét đánh gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Mới đây nhất vào chiều ngày hôm qua 26 tháng 5 thì một người phụ nữ ở Hà Tĩnh bị sét đánh tử vong khi đang thu hoạch lúa lúc trời mưa rông tại cánh đồng. Cụ thể vào 16 giờ chiều qua, chị Đặng Thị Tâm 38 tuổi đang cùng nhiều hàng xóm thu hoạch lúa vụ Đông Xuân tại cánh đồng xã Mỹ Lộc, huyện Can Lộc, cách khu dân cư vài trăm mét, thấy mưa và sấm chớp, một số nông dân vội chạy từ ngoài đồng vào trong khu dân cư để trú. Chị Tâm nán lại đồng làm việc, bị tia sét đánh ngã giữa ruộng. Nạn nhân được đưa đến bệnh viện cấp cứu xong không qua khỏi. Theo lãnh đạo xã Mỹ Lộc, chị Tâm có ba con nhỏ, chồng đi xuất khẩu lao động, gia cảnh khó khăn. Những ngày qua, Hà Tĩnh ban ngày nắng nóng, chiều muộn thường xuất hiện mưa rông kèm sấm chớp. Chuyên gia khuyến cáo nếu đi ngoài đường và không kịp tìm nơi trú ẩn an toàn thì người dân tuyệt đối không trú mưa dưới cây cối, tránh xa vật dụng kim loại như là xe đạp, xe máy, hàng rào sắt. Cùng với đó là nên tìm chỗ khô ráo càng thấp càng tốt, tay ôm cổ, nhón chân làm sao để phần tiếp xúc giữa người với mặt đất là ít nhất.